mình sẽ nói những gì mới xảy ra trong cộng đồng tiền điện tử. Hôm nay mình là Daniel tới từ Tiền Academy, kênh về đầu tư và tư duy hay nhất tại Việt Nam. Vừa rồi 740 triệu đô nha mới mua Bitcoin. Thống kê cho thấy vừa rồi 740 triệu đô là gần tới 1 tỷ nha. Nhảy vô mua Bitcoin, cộng hết những cái sàn đó, người ta mua của những cái sàn đó cộng lại thì nó như vậy. Ok, ngay bây giờ cái thời điểm là người ta mua rất nhiều, người ta những cái con cá mập nó mua rất nhiều, nó mua với cái số lượng cỡ triệu đô này triệu đô kia. Nhưng mà tại sao giá Bitcoin vẫn là 19.000 mấy trăm? Tại sao? Ok, nó có liên quan với cái short and long. Nếu mà rất là có nhiều người lệnh để đánh short đó, để cho giá nó đi xuống, giá đi xuống, người ta đánh những cái lệnh đó giống như 5x 10x. Nếu mà giá nó đi xuống thì những người đó nó sẽ thắng, có nghĩa là những cái sàn nó sẽ thua. Bởi vì vậy thì cái sàn nó sẽ làm bất cứ một cái giá nào, bất cứ một cái cách nào để nó giữ cái giá đó, tại vì giá xuống là nó thua làm sao. Ok, và cứ mỗi ngày như vậy đó, bạn có thể kiểm soát được. Ok, và kiểm tra. Ok, biết bao nhiêu triệu đô la đã bị rửa ra. Ok, người ta đánh những cái lệnh short đó. Ok, thì cái đó là cũng là một cái lý do tại sao Bitcoin chưa đi lên. Ok, bởi vì có quá nhiều lệnh đánh short, là có nghĩa là người ta nhìn vô một nguyên một cái bức tranh, người thấy thế giới tất cả mọi thứ đang loạn, đúng không? Tất cả mọi chỗ đang loạn ngay bây giờ, tiền tệ đang rớt giá, đúng không? Bất động sản đang đi xuống. Ok, và chiến tranh cộng lại nữa. Ok, bởi vậy người ta nghĩ là ok, giá nó sẽ xuống. Nhưng nha. Ok, mình nghĩ là ngay bây giờ tất cả mọi thứ đang loạn thì người ta sẽ nhảy vô Bitcoin nhiều hơn. Ok, bởi vì nó là một cái loại tài sản thật nha, là nó đánh bại hết tất cả những thứ khác. Bất động sản nè, nó đánh bại vàng nè, nó đánh bại tiền tệ nè, nó đánh bại những cái đầu tư khác. Ok, không có cái đầu tư nào trên thế giới hồi đó đến giờ mà có thể tăng trưởng cả ngàn phần trăm trong chỉ có một thời gian ngắn hạn thôi, là chỉ có mười mấy năm thôi. Ok, và ngay bây giờ bởi vì vậy thì tại sao người ta mới nhảy vô, người ta mua rất là nhiều, những con cá mập mới nhảy vô mua rất là nhiều, mà tại sao giá nó không bay mà giá nó đứng yên tại chỗ? Bởi vì có rất là nhiều lệnh đánh short, và những cái sàn lớn giống như Binance nè, đúng không? Coinbase nè, KuCoin nè, là những cái sàn đó nó quản lý cái giá của Bitcoin ngay bây giờ ngắn hạn.